Bà con ơi, xịt mũi, xịt mũi. Xịt mũi là bà con biết quá rồi đúng không? Xịt mũi là nhà nào cũng có, để chúng ta xịt những côn trùng như mũi, gián, kiến đó. Nhưng mà cần chú ý, nó nguy hiểm thế này với sức khỏe bà con à, có thể gây tử vong, nó hại lắm. Vì bị ức chế hệ thần kinh, vậy ta xịt trong phòng, nơi nào đó thì ta đóng cửa lại à, rồi ta ngăn không cho người ta, người tiếp xúc, đóng cửa hay khóa cửa hay làm nào đó, và thông báo người nhà mình không tiếp xúc, không có ai ở đó. Sau 2 giờ mới được mở ra nơi đã xịt. Nếu gặp ngộ độc thì chúng ta biết ngay à, co thắt dữ dội, giảm chi giác, hôn mê, tuột huyết áp, nguy hiểm cho bà con. Ngứa da, đỏ da, ngất xỉu, tím tái, mờ mắt, nhức đầu, ù tai, hôn mê, ghê chưa bà con, ghê quá ha, ghê quá đó. Cho nên ta kịp thời đưa ngay đến bệnh viện à, rồi trước mắt chúng ta đưa ngay ra khỏi vùng xịt thuốc, dù đi bệnh viện gấp bà con ạ à. Cho nên bình xịt mũi á, là nó rất nguy hiểm, nó ức chế hệ thần kinh. Ta xịt trong nhà nơi nào đó, ngăn lại không cho ai vô à, không cho ai đến chỗ nơi xịt mũi đó. Nếu tiếp xúc sau 2 giờ mới được đến. Còn nếu gặp những trường hợp mà đến sớm bị nguy hại thì nó có những triệu chứng như nè bà con: co thắt dữ dội, giảm chi giác, hôn mê, tuột khí áp, ngứa da, đỏ da, ngất xỉu, ghê quá, tím tái, mờ mắt, nhức đầu, ù tai, hôn mê, là đưa bệnh nhân ra khỏi cái vùng xịt thuốc, là đưa đi bệnh viện liền. Không có nói gì nguy hiểm lắm bà con ơi, chú ý nha.